Vâng, để mở tiếp chương trình, em xin mời chủ nhân của ca khúc Ngày Xưa Anh Nói, ca sĩ Phương Dung. Và chị Phương Dung có nhã ý là sẽ mời chủ tịch câu lạc bộ ca hát Vị Xuyên là ra kết nối đam mê lên sau ca của chị, đó là chủ tịch Chu Dũng. Xin mời anh chị. Cả nhà mình có một buổi sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây em xin gửi tới cả nhà ca khúc Ngày Xưa Anh Nói. Em xong ca từ anh chủ tịch. Mời cả nhà cùng lắng nghe. Ngày xưa anh
đời những hai người một đầu thôi.